hôm nay mình quay cái cảnh mà cây cối đổi màu khi là mùa thu sang, thì mùa đông đến tất cả những cây cối ở đây thì đổi màu hết, tất cả mỗi cây thì đổi màu khác nhau. Cả nhà ơi, nhìn thấy rất là đẹp luôn. Cái công viên này là ở gần nhà mình cả nhà ơi. Công viên là nó có cái hồ nước rất là đẹp cả nhà. Đó, cả nhà nhìn. Thấy tất cả cái từ xa cả nhà nhìn thấy rất là đẹp, tại vì nó mỗi cây mỗi màu khác nhau cả nhà ơi. Bây giờ trời ngày hôm nay cũng hơi lạnh. Nó khoảng chừng 55-60 độ. Ép rồi cả nhà. Đây đằng xa xa kia cũng có người, họ cũng đang quay cho lên YouTube cho cả nhà xem đó. Đó, mình đang quay lên cao cho cả nhà xem mỗi cây, mỗi đôi màu khác nhau. Mình thấy rất là đẹp, tại vì cái xứ Mỹ này, cái vùng này là cái vùng Tây Bắc này, nó tới bốn mùa là cả nhà, xuân hạ thu đông có đều đủ hết. Khoảng chừng vài bữa nữa là một tuần nữa là nó lá cây nó thay đổi, mình nhìn còn đẹp nữa cả nhà ơi. Bữa nay mình hơi đây quay xa xa, quay xa xa chút đằng kia cho cả nhà xem.
nhìn cảnh rất là đẹp cả nhà ơi. Ở trên này là cái văn phòng làm cái bò. Khi mà bước vào mùa hè và khách đông thì họ cũng như là quản lý ở đây rồi họ an ninh cho mình cả nhà. Thank you. Okay. Yeah, yeah. Hôm nay trời rất đẹp, mà gió lớn lắm cả nhà. Hồ nước gợn sóng lăn tăn, vài chiếc lá vàng bay theo gió. Phong cảnh rất là đẹp và nên thơ. Bầu trời xanh với vài cụm mây trắng, thêm với những rặng cây vàng, đỏ, tím đủ màu. Cũng có vài cặp tình nhân thả bộ nhẹ nhàng cùng nhau trò chuyện. Cũng có vài cặp dắt theo những chú cún rất là dễ thương. Cả nhà nhìn xem, lùm cây này cũng có nhiều màu sắc.
Bên đây lá đổi màu đẹp hơn nữa đó. Trên bầu trời có một vệt trắng của chiếc máy bay phản lực nó bay lên đó cả nhà. Cuối thu lá đổi màu và sóng hồ gợn sóng nhẹ nhẹ nhìn rất là đẹp. Lá này đẹp cũng giống như là lá phong Canada gì đó. Cả nhà thấy cái mùa này nó lá đổi màu như vậy, rụng lá hết. Khi mà bước vào mùa xuân thì nó trả lời có lá mới mọc ra rất là đẹp cả nhà. Mùa xuân mình sẽ quay cho cả nhà coi cách lá nó nảy mầm. Đầu tuần thì cái phong cảnh yên tịnh nên thơ như vậy. Khi mà cuối tuần thì người ta đến đông đảo hơn. Nhà nhìn thấy rất là đẹp cả nhà ơi. Bên đây nè, bên đây lá đẹp vậy. Đây nè, bên đây lá nhìn rất là đẹp nha. Anh coi bên đây lá màu vàng được luôn á. Yeah. Trời xanh mây trắng nhìn rất là đẹp đó cả nhà. Chúc cả nhà xem video vui vẻ, vui lòng đăng ký kênh để mình có nhiều cái video mới nữa đến với cả nhà. Bầu trời hôm nay đẹp thiệt á. Chúc cả nhà nhiều an lành, hạnh phúc. Hẹn gặp lại video sau. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà nhiều vui vẻ, hạnh phúc nha. Bye bye cả nhà.